Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Khi Tết đến, mỗi gia đình Việt Nam lại rộn ràng trong không khí sum họp ấm áp. Và trong lòng người Việt có một truyền thống sâu đậm: mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Ngày mùng 1, chúng ta tôn vinh người cha, trụ cột, nguồn sức mạnh của gia đình. Đó là lúc mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui và hy vọng cho năm mới. Đến mùng 2, tâm điểm sẽ là người mẹ kính yêu, biểu tượng của sự chăm sóc và tình yêu thương vô bờ. Vào ngày này, lòng biết ơn được bày tỏ sâu sắc qua những món quà nhỏ và những lời chúc ý nghĩa. Mùng 3 Tết, chúng ta dành cho thầy cô, những người đã truyền đạt tri thức và giáo dục. Đây là dịp để tưởng nhớ và tri ân những đóng góp quý báu của thầy cô trong hành trình cuộc đời của mỗi người. Bửu Liên, với lòng trân trọng truyền thống, muốn nhắc nhở và gìn giữ những giá trị văn hóa này trong từng sản phẩm của chúng tôi, từ bàn thờ gia tiên đến những món quà ý nghĩa. Mỗi chi tiết đều chứa đựng tâm huyết và lòng kính trọng dành cho người cha, người mẹ và quý thầy cô. Hãy cùng Bửu Liên trân trọng và chia sẻ những giá trị văn hóa, tạo nên Tết đầy ý nghĩa, sum vầy và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới và nguyện cầu bình an, may mắn đến với mọi nhà.